quý vị, Tấn Dũng và Vân Anh xin được vui mừng và đồng nhiệt chào đón và các quý vị đại biểu khách quý. Chào mừng sự có mặt của các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ, nhân viên cùng với đó là các thành viên trong gia đình của tiểu học Phương Mai đã cùng với chúng tôi tham dự tại gala họp mặt chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, trước tiên cho phép chúng tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất vì sự có mặt và sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị, bởi chính sự hiện diện của quý vị đang là những lời chúc tốt đẹp nhất mà toàn thể quý vị chúng ta đang gửi tới các thầy cô giáo trong ngày vui hôm nay. Và một lần nữa tôi là Tấn Dũng cùng Vân Anh, người kết nối chương trình, xin được gửi tới toàn thể quý vị những phút giây thật trọn vẹn ý nghĩa về những người thân yêu trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, Vân Anh đố các quý vị sẽ là tiếp tục đó. Vâng. Tôi sẽ cập lý ngay không để các quý vị chờ đợi lâu. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ thưởng thức một chương trình nghệ thuật biểu diễn gồm các tiết mục: bài ca Người giáo viên nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Quân biểu diễn tốt ca nữ; ca khúc thứ hai Hạnh Phúc Ngày và Đêm, sáng tác nhạc sĩ Phan Hùng Hiểu biểu diễn tốt ca tổ văn phòng và tổ bộ môn phối hợp thực hiện. Xin trân trọng kính mời các quý vị cùng theo dõi. Oh,
bên em là tương lai tổ quốc, lớn lên trong trái tim quê hương Việt Nam. Như chim bay về khắp miền, em lên đường tung bay xa nhiều thế hệ cháu Bác Hồ. Tự hào như em người chiến sĩ vạn hoa, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.